Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay cả nhà có vui không? Ở này Việt Nam mình chắc mưa lắm ha cả nhà. Ở đây mình thấy mưa suốt như vậy là chắc mình thấy biết là ảnh hưởng ở Việt Nam mình nhiều lắm luôn á. Mưa ở ngoài đang mưa dữ lắm luôn cả nhà. Nhà mình coi tin tức thì mình thấy rất là buồn nha cả nhà. Ở vùng ngoài vẫn còn nguy hiểm rất là nhiều. Không biết cầu mong sao cho mọi người được vượt qua cả nhà. Nhưng mà mình á, mỗi lần mình xem video á thì hình như là mình không có cầm được nước mắt cả nhà. Mình thấy những cái đoàn xe đi cứu trợ, những cái biết ăn từ thiện, những cái những bạn cùng chung tay mỗi người một công việc, người đó thì giúp đỡ tiền, người giúp đỡ đồ ăn, người giúp đỡ làm đường. Trời ơi, thật tình là mình thấy mình không biết nói sao luôn á cả nhà. Mình thấy mình rất là tự hào, rất là hãnh diện với những cái người đó luôn. Vậy ra mình chỉ có lời cầu chúc cho mọi người được bình an thôi, và những người mà đi giúp đỡ người đó xin cho được thật nhiều sức khỏe, và để cho họ được làm ăn cho được, để cho họ có thêm đồng ngân để họ giúp cho người khác. Mình thấy mình rất là quý, mình rất là thương luôn. Lúc khổ thật sự ở nhà mình chỉ cần người ta cho mình một cái thứ gì, một cái miếng gì đồ ăn nhỏ thôi, giống như là lúc mình ở đây bệnh, lúc mà đợt dịch vậy thì người ta đem khô nè, đem rau cải đem lại cho mình, rồi mình mừng dữ lắm luôn cả nhà. Mình nghĩ cái lúc mà hoạn nạn như vậy đó, cái ai người ta cũng lo cho cái sức khỏe của mình, ai người ta cũng sợ hết trơn, mà lại cũng có những người ta lại nhớ đến mình, người ta sợ mình là không có đồ ăn, mà sợ mình đói như cả nhà. Thôi mình rất là quý luôn, mình thương lắm luôn cả nhà. Cái tự nhiên bây giờ mình thấy những cái người người ta đang bị nạn á, có rất là nhiều người để đi tiếp tế đồ ăn, gạo thóc, quần áo mà kia cả nhà ơi. Mình thấy mình vui lây dùm cho người ta. Mừng quá trời mừng luôn á. Thì cái cuộc đời này á, chưa có cái gì mà mình thấy vui hạnh phúc bằng cái sự mình nhìn thấy được người ta thương yêu với nhau như vậy luôn á cả nhà. Rất là quý luôn. Thì mình chỉ biết cầu chúc cho mọi người đều được bình an và vui vẻ hạnh phúc hết cả nhà. Thì ở đây mưa bão cũng rất, mưa gió cũng rất là mấy ngày nay mưa gió hoài luôn. Mình ở đây mà ở thành phố thì nó không có ảnh hưởng gì tới mình hết, nhưng mà mình xem tin tức trên đài á, thật sự là mình thấy không có vui chút nào luôn cả nhà. Mình rất là buồn luôn. Thì bây giờ thì cũng 2 giờ mấy trưa rồi cả nhà. Hôm nay thì coi như là mình ăn cơm được hơi sớm hơn mọi ngày tí nha. Mỗi ngày có khi 3 giờ mấy mình mới ăn. Thì 3 giờ mấy hôm nay mới có 2 giờ mấy thôi thì mình ăn cơm sáng. Thì xin mời cả nhà nha. Cùng ăn với cái món quen thuộc là của nhà mình trồng khổ qua hầm xương cả nhà. Thì đầu tiên mình sẽ ăn một cái trái khổ qua bự nhất luôn cả nhà. Thì mình ở đây mình không có dùng thịt mà mình hầm với xương, mà mình để nguyên một cái trái bự như vậy nè. Mình chỉ mổ lấy cái ruột nó ra thôi. Vậy á mình chấm nước mắm ớt cả nhà, mình chấm nước mắm tỏi ớt ăn ngon lắm cả nhà ơi. Thì xin mời cả nhà nha. Mình hầm nó mới vừa chín tới, ăn rất là ngon á. Mà
con mình rất thích ăn á, còn có hú qua thôi. Hú qua thì nó không biết ăn. Lâu lâu ăn quá trời ngon lắm cả nhà. Thật sự á, thì gần cả tháng nay á, mình ăn cơm mình không có biết ngon nữa nè. Có khi từ sáng tới chiều vậy á, mình uống có một ly cà phê. Cà phê bạch đó cả nhà. Cà phê sữa bạch đó. Thì mình uống có một ly cà phê đó, rồi mình lo làm công chuyện, mình làm này làm kia, cái mình xem video, mình xem video này kia đó, cái tự nhiên mình thấy mình cái mình buồn, rồi cái nhiều khi khóc cái nè, cái làm như nó no luôn thì không biết nữa, cái không thấy đói, nhiều khi muốn ăn dễ đi ăn miếng này, ăn cho có để mà nói chung là ăn cho có để cho đỉnh đói thôi, chứ còn không có muốn ăn nữa nè. Mà mình mà khóc rồi á, cái tự nhiên trong cái bụng mình lạnh như nó có cái gì á, nó no no chẳng luôn á, nó không có thấy đói nữa. Mà như từ bữa tới giờ mình ngày nào mình coi video mình cũng chạnh lòng hết trơn thế nè. Mình nói không thế để cho cả nhà tội nghiệp mình đâu, nhưng mà thật sự á, mình cái việc mà mình làm không có được đó cả nhà. Mình thấy người ta đi làm á, mình á rất là ủng hộ, rất là thương người ta luôn. Tại vì nhiều khi á, mình ngồi đây nè, mình ngồi cái chỗ sạch sẽ, cái nơi bình an, thì mình thấy người ta đi tới những cái vùng sạt lở lũ lụt này kia, cái mình thấy nó bình thường. Tại vì mình đâu có đi tới đâu, mình chỉ nhìn thấy trên mạng thôi, cho nên mình thấy nó không có cái gì là sợ hãi, không có gì là quán hết trơn. Nhưng mà mình cảm giác ở cả nhà, mình lấy cái sự cảm ở cả nhà, mình suy nghĩ là mình đi tới đó đi, mình dám lỗi giống như người ta không, đất nước nó sạt lở sình đất nó còn bùng lại, nó còn đầy hết trơn á, nhiều khi mình cũng không có dám đi tới đó nữa cả nhà. Mình ai cũng tham sống sợ chết, mà người ta có tiền á, người ta có tiền á, người ta còn quý hơn nữa, nhưng mà người ta vẫn muốn lội đi đến đó để chia sẻ với những người người ta đang đau khổ đó cả nhà. Cho nên á, mình thấy nhiều người không có ủng hộ được, mà nói những lời cay đắng, mình thấy cũng thấy là rất là tiếc cho những người đó. Mà mình dám cầu chúc cho những người mà đi giúp người đó, cho họ được bình an ở nhà, mà tất cả mọi người luôn trong cái vùng nguy hiểm nó đều được bình an hết cả nhà. Mình nhìn thấy người ta mình rất là trân trọng, tại vì việc lớn việc nhỏ gì mình cũng đâu có làm được đâu, mình chỉ ngồi có một chỗ mà mình ngồi mình chỉ coi trên mạng thôi, còn người ta đi người ta chịu biết là bao nhiêu là gian nan cực khổ, không ăn không uống nè, đường xá xa xôi hoằn hoèo cong quẹo, như mình đi mình chịu không nổi thôi, mình đi không nổi thôi cả nhà, thật sự là như vậy á. Cho nên những cái gì mà mình không làm được á, mình hy vọng những cái người mà không làm được thì để cho người khác làm. Mình nên, dù cho là mình không giúp được gì nhiều, mà một lời nói của mình cũng là một cái động lực, là một cái tinh thần để cho người ta có thể làm được nhiều hơn á cả nhà. Chứ mình đừng có đi chê bai hay là nói này nói kia, người ta làm người ta cũng thấy cảm thấy cái sự gian nan của người ta, bị người khác nói này nói kia vậy, người ta cũng chán cả nhà. Thật sự là mình thấy mình rất là quý luôn. Hình như là mình vừa mở lên mình thấy cả đoàn xe chạy đi, hay là một vài người ta lội ginh đồ rồi đi qua những cái đèo cái núi. Mình nói chung là mình mở điện thoại lên là mình nhìn thấy là mình chịu không nổi thôi nha, không biết nước mắt của
của mình nó đau mà nó chật chờ trong lòng mình, nó rất là đau, rất là đau khổ luôn. Mình nghĩ là nếu như mà mình mà có đi đến đó chắc mình cũng không đi làm được gì đâu. Mà mình nhìn thấy thôi là mình khóc khóc biết rồi, không có làm gì nổi luôn cả nhà. Cho nên mình rất là quý những cái người mà đi đến đó. Tối giờ mình coi tin tức đó, mình nghe nói là bão số 5 nữa đó nha. Thật sự có bão số 5 gì nữa. Mà giờ ở mình ở ngoài vùng ngoài mình không có gần lắm, nhưng mà hồi nãy mình nghe là như ở Nghệ An thì á, là ở các tỉnh nào nữa là đang di dời dân dữ lắm đó nha. Rồi thật sự là mình nghe đến đâu mình thấy đau lòng đến đó cả nhà, thì đó rất là khổ sở nha cả nhà. Nghĩ đi, mình một hai gia đình thôi, mình đi đến cái chỗ khác đó, mình sống mình cũng cảm thấy là nó chật chội hay là nó khó khăn đủ thứ, mà cái này hàng trăm người hàng ngàn người mà xúm nhau đi đến một cái nơi khác, bỏ nhà bỏ cửa, mình biết là bao nhiêu công sức của mình gầy dựng lên, tự nhiên nó đổ sụp xuống hết, rất là đau lòng nữa nha. Rồi có nhiều người mình mới mình coi mình thấy tìm được cái những cái người mà xấu xố đó. Rất là tội luôn. Như cầu mong cho như có mưa có gió có bão gì, có đất sạt gì thì cũng xin cho con người được thoát nạn hết cả nhà. Rồi thêm trâu bò heo gà vịt gì, trời ơi, nhìn thấy mà không có thể nào mà kiềm được mắt mắm nước mắt lắm. Nói thật á, cái chừng nhìn thấy như vậy á thì các mình chỉ biết không biết nói sao cho nó vừa cái lòng mình á, mình cảm thấy rất là đau khổ vô cùng luôn. Biết bao nhiêu người người ta giúp đỡ được người khác, nhưng mình không có giúp đỡ được gì ai hết. Mình thấy rất là buồn cả nhà.